Xin chào các khán giả thân mến, rất vui được chào đón các bạn đến kênh Sorimash. Alexander Sudarev vẫn luôn đồng hành cùng với các bạn. Chúng ta đã cùng chứng kiến việc dỡ hàng của hệ thống làm mát và lắp đặt nó sau đó. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy một chút phần công việc này. Trong khi xe tải đang dỡ hàng vào một chỗ được thiết kế đặc biệt cho việc này, tôi định nói là chúng ta sẽ được xem dọn tuyết, nhưng chiếc máy kéo nó đã chạy đi và không còn trong khung hình nữa. Nói chung, chúng ta đừng nói chuyện lâu thêm nữa, mà chúng ta hãy đi sang phòng bên cạnh và xem toàn bộ các thứ này sẽ được đặt vào đâu và sẽ hoạt động như thế nào. Đi thôi. Bạn và tôi đã chuyển đến một căn phòng được sử dụng trực tiếp trong quá trình tạo dựng hệ thống làm mát của tòa nhà. Chúng ta có thể thấy các ống thu gom khí khổng lồ được hàn ở đây, theo đúng các thông số kỹ thuật thiết kế. Chúng ta có thể thấy các phôi ống đã sẵn sàng để cho việc hàn tiếp theo. Bạn và tôi cũng đang xem tất cả những đồ trở đến với chúng ta hôm nay đã được dỡ xuống như thế nào. Ở trong góc đó cũng có khá nhiều hệ thống khác. Chúng ta hãy chuyển sang phòng tiếp theo và xem tất cả những thứ này sẽ được lắp đặt ở đâu. Ở đây có đầy mùi kim loại. Nào, hãy chú ý, đây là một căn phòng khá rộng, có cổng vào riêng. Chính những ống thu gom khí khổng lồ đó, công việc hàn đang diễn ra. Ở đây có 4 máy nén. Chúng cũng là các máy làm lạnh, chiller. Nhiệm vụ của chúng chính là đảm bảo sự lưu chuyển của hệ thống làm mát khắp tòa nhà và đưa tất cả lượng nhiệt cần thải vào các buồng làm mát khô đang nằm bên ngoài nhà. Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng sẽ xuất hiện trong cảnh quay của các bạn. Và chính thông qua các buồng làm mát khô này mà quá trình làm mát diễn ra, tức là sự giải tỏa năng lượng nhiệt dư thừa. Có vẻ như điều gì sẽ khó hơn, sưởi ấm tòa nhà hay làm mát nó? Trên thực tế, làm mát và duy trì một nhiệt độ thoải mái như mong muốn, và quan trọng nhất là nhiệt độ cần thiết cho một số quy trình công nghệ nhất định, là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ bật hệ thống sưởi. Mặc dù việc kết nối hệ thống sưởi cũng không hề dễ dàng đâu. Vâng, bạn cũng có thể xem thấy Dmitry Alexandrovich Duinov và Alexander Savilov. Đúng, tôi sẽ lồng tiếng cho ông nhé. Không à? Vâng, chúng tôi sẽ không cắt bỏ gì đi đâu. Hãy nhìn xem số lượng các kết nối kỹ thuật lớn như thế nào được bố trí dưới trần nhà, và quan trọng nhất là dọc đường đi của chúng ta, một số lượng lớn ống thông gió đang để trên các xe nâng hàng. Điều đó là khó khăn đối với ông Sansanich của chúng ta. Bạn vào đây à? Vâng, tôi hiểu. Vậy đó, không thể hiểu được, hoặc họ đang vẫy tay chào bạn, hoặc họ đang muốn tông vào bạn. Nào, hãy đi tiếp. Kìa, xin lưu ý, một lần nữa, dưới trần nhà, tôi sẽ nhắc lại không biết mệt điều này, ngày càng có thêm nhiều hệ thống, và các hệ thống tải điện, hệ thống làm mát, hệ thống loại bỏ khói và hệ thống hút khí thông gió. Tất cả những thứ này được phân bổ với một số lượng rất lớn, và bao gồm cả công việc hoàn thiện cũng đang được thực hiện, đang lát gạch. Còn các đồng chí này, xin chào các đồng chí. Họ đang làm ống sưởng cho chúng tôi trên gác lửng tầng 2. Các kho cũng có cuộc sống riêng của nó. Có rất là nhiều công việc đang diễn ra. Ngày nay, chúng ta có một phóng sự dạng ngẫu hứng như vậy. Tôi không biết liệu nó có diễn ra tốt đẹp hay không, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm vui lòng các bạn bằng những điều mới mẻ. Nào, chúng ta hãy đến xem các cỗ máy. Chúng ta hãy đi thẳng vào đây. Bây giờ cậu hãy sang bên này và chúng ta sẽ đi về hướng kia. Ồ vâng, tuyệt vời. Việc làm rất chuyên nghiệp của người quay phim. Anh ta không biết chúng ta sẽ đi đâu và chúng ta sẽ làm gì, nhưng anh ấy không quan tâm vì anh ấy có thể làm được mọi thứ. Hay lại nói về việc chúng ta có một máy laser lớn, một máy laser lớn khác để gia công các sản phẩm kim loại, một máy khác và một máy laser cho các sản phẩm phi kim loại. Số lượng các máy laser này sẽ chỉ tăng thêm mà thôi. Bây giờ chúng tôi cũng đang chờ đợi một số thiết bị nhất định. Tất cả những chỗ này hiện nay đang để vật liệu xây dựng, sẽ chứa đầy máy móc và nhiều cỗ máy trong số đó đã có mặt. Chúng ta hãy nhớ rằng để máy laser hoạt động, chúng ta cần có những máy làm lạnh và hệ thống lọc chất thải. Còn đây là một đoạn dây chuyền, nó được tạm thời chuyển đến từ khu vực lắp ráp động cơ.
Tại đó, công việc lắp đặt hệ thống thông gió hiện đang được tiến hành vào đúng lúc này, cho nên tạm thời họ đặt nó ở đây. Đang lắp đặt một máy ép phun được thiết kế để đúc các bộ phận thân máy bằng nhựa cho máy mài góc và cho các sản phẩm khác nữa mà chúng tôi sẽ làm. Các tủ mới cũng đang được bổ sung để lưu trữ các dụng cụ, máy cắt, máy phay, tất cả những gì cần thiết. Hãy cẩn thận. Ở đây đã tổ chức xong số làm việc, cỗ máy đã được vận hành thử. Chúng tôi đã cho xem lô trục đầu tiên dành cho động cơ bánh xe. Đây là máy phay. Nó cũng được trang bị những dụng cụ chuyên dụng. À, hiểu rồi, không có chìa khóa. Thật không may, chúng tôi sẽ không cho các bạn xem những gì ở trong này. Nhưng không sao, lần sau chúng ta sẽ sửa lại. Cỗ máy hoạt động ở 4 tọa độ. Và thậm chí trên thực tế là 5 tọa độ. Đó là một cỗ máy rất tốt. Đối với nhiệm vụ của chúng tôi thì nó là quá đủ. Vâng, tất nhiên sẽ có những cỗ máy khác. Bây giờ chúng ta cũng đang thấy ở những cỗ máy đã được vận hành thử. Đây là những thiết bị tiện. Ngày nay chúng tôi vẫn chưa làm việc với chúng. Tạm thời chúng cũng đang bị vật liệu xây dựng quay xung quanh. Hai chiếc máy hoàn toàn giống nhau, vẫn còn dự kiến mở rộng bãi máy thêm nữa. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chúng ta thấy hệ thống thông gió như là vô tận. Việc lắp đặt hệ thống đường ống vẫn đang tiếp tục. Những đường ống mới đang được lắp đặt. Chúng ta đã lâu không ở trong căn phòng này. Hãy vào xem có những thay đổi gì. Một lần nữa, những thay đổi trên trần nhà bao gồm việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng cố định, cũng như hệ thống thông gió, đường điện và một số khuôn máng này khác cũng sẽ được bổ sung. Và bộ tản nhiệt cũng đã được lắp đặt trên các bức tường. Đây là hệ thống đường ống cung cấp cho chúng. Tôi và bạn chúng ta sẽ không vào thăm xưởng đúc, tôi nghĩ là để lần sau. Nhưng ở đó cũng có công việc đang thực hiện trên trần nhà. Chúng tôi đang chờ đợi một chiếc máy qua sửa chữa sẽ trở lại. Đây là một chiếc máy tiện đa năng. Hay đúng hơn là trở lại từ khi chạy thử điều chỉnh, nó đang được bảo trì kỹ thuật. Và tôi nghĩ bây giờ khung hình sẽ chuyển sang tầng 3 và bạn sẽ thấy việc làm sàn bằng lớp vữa sàn khô đang diễn ra như thế nào, hoặc là đã thực hiện xong. Chúng tôi đang chuẩn bị làm sàn. Hay nói đúng hơn là chúng tôi tiếp tục chuẩn bị nó, sẵn sàng cho việc tiếp nhận thêm các công suất sản xuất mới. Và bây giờ, nhờ một thang máy lớn chuyên dùng vận chuyển hàng hóa, nó đã được đưa vào vận hành thử mà các chàng trai của chúng ta đã có thể sử dụng nó để chở một lượng khá lớn vật liệu hoàn thiện và một số lượng khá lớn các hệ thống thông gió, khung máng, vân vân. Công việc trên tầng 3 sẽ càng thêm sôi sục với tốc độ nhanh hơn. Vâng, hôm nay chỉ vậy thôi. Nhân tiện cũng có một điều đáng nói, tôi quên chưa đề cập, rằng trường quay hiện tại cũng đang di chuyển đến một khu vực mới và sẽ tạm thời được đặt tại không gian triển lãm. Chúng tôi đang chờ định hình xong các chỗ làm việc. Có thể nói chúng tôi đang làm công việc này. Chúng tôi đang quay video này một cách khẩn cấp, không phải với tất cả khả năng mình có. Nhưng tôi hy vọng rằng trong những ngày tới, trong tuần này, chúng tôi sẽ xử lý hết các chi tiết của công tác chuẩn bị này và hoàn thành chúng để studio sẽ hoạt động ở chế độ đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ và hẹn gặp lại.